Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc còn có tên gọi khác là Tịnh Độ hay An Lạc Quốc. Theo quan điểm của Phật giáo thì đây là một thế giới siêu hình không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Thế giới này được sinh ra nhờ nguyện lực và công đức tu tập của Đức A-di-đà. Cõi Tây Phương Cực Lạc được xem là mười phương cõi Phật, cảnh nào cũng thua. Đây là một thế giới chỉ có niềm vui và hoan hỷ. Hiện nay, hầu hết các Phật tử chúng ta đều có ước nguyện được vãng sanh vào cõi giới này. Tuy nhiên, cũng sẽ có một số người không có niềm tin hoặc còn nghi ngờ và mang tư tưởng không tốt đẹp. Nhưng Đức Phật vẫn luôn từ bi và không chấp. Riêng đối với những người đã nhìn thấu thế sự thì Tây Phương Cực Lạc là một thế giới hoàn toàn có thật. Vậy cõi giới này có những gì đặc biệt? Theo kinh A-di-đà rằng sẽ không kể hết được vì có vô vàn muôn điều kỳ diệu. Âm thanh hòa hợp, khi gió lay động các hàng cây báu cùng những tấm lưới báu liền phát ra âm thanh vi diệu. Những ai nghe được âm thanh này đều sinh tâm nghĩ đến Phật, Pháp và Tăng già. Cõi nước tráng lệ, tất cả giảng đường, tỉnh xá, cung điện đều tự nhiên hình thành bằng 7 thứ báu và thù thắng gấp trăm nghìn lần so với cung điện của các thiên đế tại cõi trời tha hóa tự tại, nơi thế giới ta bà này. Hóa hiện tùy ý, tất cả các chư thiên Bồ Tát Thanh Văn tại đây, mỗi khi cần đến y phục, thức ăn uống, âm nhạc nhiệm màu v.v. đều được tùy ý hóa hiện ra và sẽ lập tức nhận được như ý muốn, và số lần hóa hiện